Rồi, xin chào cả nước. Hình như hôm nay là theo lịch Covid là mùng 2, mùng 3 Tết ấy nhỉ? Giờ hay phết, giờ còn có cả lịch Tết Covid như này. Đợt 24 giờ vừa rồi thì nhiều thứ hay ho lắm. Hôm nay tôi với cả các bạn là phải lướt qua một lượt để xem có những cái gì nó hài hước không. Đấy, cuộc sống nó phải có gì đấy nó vui vẻ, nó buồn cười một tí. À, rồi, cùng lướt qua xem một chút nhé. Đợt này giãn cách ở nhà thì rảnh, các ông công nhận không? Thì với cá nhân tôi thì đợt này rảnh, đâm ra lại tôi lại có một số các cái hoạt động mà từ trước đến giờ tôi chưa làm bao giờ. Nhưng mà nhân cái dịp mà tôi ở nhà này thì tôi mới làm. Thì dạo này tôi có mở TV VTV1 để xem họp quốc hội, các ông ạ. Đấy, xem các lãnh đạo tuyên thệ. Nhưng mà trong lúc mà nghe các đại biểu phát biểu thì cũng có nhiều thứ nó buồn cười lắm, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến giáo dục. Đấy, và theo như là một anh đại biểu này thì là giám đốc của Đại học Quốc gia Hà Nội, anh ấy nói là nên tăng học phí và phải tăng học phí. Thì thôi thì mình thấp cổ bé họng thì chả đưa ra được cái quyết sách gì cả, tăng học phí hay không là quyền của anh ấy hết. Mà nó buồn cười lắm. Cái lý do anh ấy đưa ra để tăng học phí là gì? Là để tạo ra một lớp rào cản kỹ thuật. Nguyên văn là anh ấy nói là tạo ra một lớp rào cản kỹ thuật để tránh cho học sinh học đại, học lớt phớt và học ẩu. Ok, về mặt mục đích thì điều đó khá là tốt, tôi ghi nhận cái điều đấy. Thế nhưng mà về mặt cách làm mà làm như thế thì tôi nói thật, nó đéo ổn và nó bất cập lắm. Tôi xin nói luôn, cái cách này là cái cách nó rất là ấu trĩ. Lý do tại sao? Nếu như ông muốn sàng lọc sinh viên, học sinh ấy, những đứa nào học thật và học giỏi ấy, thì cái thứ nhất, một là ông nâng mẹ điểm sàn lên, hai là cải tổ lại phương thức thi cử, và cái thứ ba là thắt chặt đầu ra vào. Đừng có để cái hiện tượng đi đến gặp các thầy các cô trước khi bảo vệ luận án nữa, đúng không? Thì để cho nó nghiêm túc thì ngay lập tức là sẽ sàng lọc được ra ngay, thằng nào học chăm, thằng nào học thật biết ngay. Nhưng mà bây giờ ông lại bảo tăng học phí. Cái vấn đề của việc tăng học phí ấy, nó không sàng lọc học sinh mà nó sàng lọc cái năng lực kiếm tiền của phụ huynh học sinh, đúng chưa? Bây giờ tôi hỏi nhá, bố mẹ có nghèo đến mấy thì nghèo, gia cảnh có khó khăn đến mấy thì khó khăn, nhưng một đứa con mà đã thi được đỗ vào đại học thì tôi hỏi thật các ông nhá, bố mẹ nào không cố gắng để cho con được đi học, đúng không? Còn bây giờ ông nâng học phí gấp 2, gấp 3 lên, bây giờ một cái thằng mà nhà nó có lắm tiện nghi, nó có lắm điều kiện, đúng không? Với nhà nó thì số tiền đấy nó chả là cái gì cả, cho nên nó vẫn không sợ và nó vẫn học lớp phớt, nó vẫn học qua loa. Thế thì giải quyết được cái vấn đề gì, đúng chưa? Mục đích thì tốt, nhưng mà cách giải quyết sàng lọc sinh viên mà lại nâng học phí thì như kẹt. Bản tin tiếp theo ngày hôm nay sẽ là một chủ đề mới hoàn toàn, đấy là chủ đề võ thuật. Trong lúc dịch giã Covid thế này thì tôi không biết là những cái người luyện võ ở trên núi ấy, thông tin thì nó có đến được tai họ hay không, nhưng mà có vẻ như đúng cái đợt mà giãn cách khá là căng thẳng thế này thì hình như là một loạt các cao thủ võ lâm họ rủ nhau họ xuống núi hay sao ấy. Các ông không tin ấy, xem đây là biết này. Môn phái có đệ tử xuống núi đầu tiên mà hôm nay tôi giới thiệu cho các ông nhá là môn phái võ đan. Tôi sẽ cho các ông thấy thái cực quyền của võ đan như thế nào, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi thấy thái cực quyền sử dụng ám khí. Các ông xem này. Đấy, ngay từ đầu nhá là các ông đã thấy đệ tử của võ đan này đã ném ám khí từ chân ra này. Đấy, đấy, rất may là anh công an giao thông cũng rất tỉnh đòn nên là né rất tài tình. Tiếp theo là bài thái cực kiếm. Đấy, múa. Kinh không? Xem các cao thủ đánh ghê người. Vừa rồi là một đoạn trích đoạn của cao thủ võ đan. Và bây giờ chúng ta đến với một môn phái lẫy lừng tiếp theo, đấy là thiếu lâm. Với một chiêu thức được gọi là thiết toái quyền. Đây là cao thủ võ lâm của chúng ta, người đang cưỡi trên một con ngựa sắt. Đấy. Còn đây là đối thủ của anh, một anh dân phòng đang chốt tại một chốt kiểm dịch. Đầu tiên là hai bên mới chỉ là đấu võ mồm thôi. Đấy. Nhưng mà về sau là cao thủ này tiến gần đến và tung một cú thiết toái quyền vào mặt anh. Ôi giời ơi.
này không biết anh dân phòng có bị làm sao không nhỉ, lo cho anh ấy quá, ăn quả đấm đấy thì cũng hơi bị cay cú đấy. Và cao thủ cuối cùng ngày hôm nay là đệ tử chân truyền của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn với chiêu thức Sư Tử Hống, hay nhân gian còn gọi là võ mồm. Các ông thử nghe nhé. Có giấy tờ gì đi qua? Giấy tờ gì ta cướp à? Hả? Đang chờ mà giấy tờ gì? Hiện tại là tụi em đang có chi thể, chị có giấy tờ chị mới được đi, còn không thì chị quay lại giùm em. Mẹ nghe cái câu chửi mà nội công thấy nó thâm hậu thế rồi mình. Đấy, bao nhiêu con người ngày đêm để chốt chặn dịch, để tránh dịch bệnh lây lan mà vẫn có những cái thành phần như thế này, thành phần các cao thủ xuống núi như thế này, không biết đường nào mà lần cả luôn, không đỡ được luôn. Rồi, bản tin của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các thím trong những buổi bản tin tiếp theo. Nhớ nhá, nếu thấy video này thú vị thì làm ơn hãy cho mình một subscribe ở trên YouTube và một follow ở trên Instagram nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.